Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT, Robot. Và anh em đã biết được điều gì chưa? Đó chính là hệ thống clan đã quay trở lại với chúng ta rồi. Ở đây, anh em nhấn vào đây ha. Thì ở đây sẽ là một cái hệ thống clan mới. Và nó được gọi là căn cứ sao ha. Thì ở căn cứ sao á, thì nó sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta có thể tương tác ở đây ha. Ví dụ như ở đây á, thì đối với những người có cấp độ cao trong clan á, thì sẽ có cái phần là quản lý ở đây ha. Thì ở đây thì ngân quỹ chúng ta sẽ nhấn vào đây để mà chúng ta quyên góp. Còn mà để mà có thể mà có được những cái đơn vị tiền tệ mới là Thorium này á, thì mỗi clan á, sẽ có những cái nhiệm vụ vào mỗi ngày để cho các thành viên trong clan hoàn thành ha. Và nó thì nó sẽ nằm ở nhiệm vụ clan ha. Và để mà tăng được cái số lần nhiệm vụ, chúng ta phải nâng cấp cái căn cứ sao lên. Cũng như là cái đơn vị tiền tệ này á, thì dành cho anh em nào mà trên level 27 thì trong thời gian sắp tới, vào đúng cái ngày mà như cái lịch nhận quà mình đã có đăng ở trên cộng đồng á, thì anh em vào đó và anh em sẽ nhận được 1.000 Thorium dựa trên cái số ngày ha. Đấy, và anh em sẽ dùng nó để mà quyên góp cho bộ lạc thôi, chứ thật sự thì cái tài nguyên này để dành cũng không có làm được gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào quản lý nè. Thì hiện tại thì căn cứ sao của bộ lạc mình thì đã lên được cấp độ 11 rồi ha. Và ở đây thì nó sẽ có như là thành lũy này cho phép và nâng cấp cái phần khác, tăng sức chứa của bộ lạc ha. Thì bây giờ thì bộ lạc của mình chỉ mới chứa được có 25 thành viên, thì mình thấy nó khá là khó hiểu. Bởi vì trước khi có cập nhật này á, thì clan của mình đã có được 40 slot rồi, mà bây giờ thì nó lại thành ra là còn có 25 slot thôi. Mà lại có một điều khá là khó hiểu. Từ từ nhé. Ở đây thì thành viên của clan mình đang là 38 trên 25, nghĩa là số thành viên hiện có là nhiều hơn so với số thành viên có thể của clan. Bởi vì đây là những thành viên cũ của clan ha. Đấy, cho nên là bây giờ mà anh em nào mà out khỏi clan là coi như khỏi vô lại luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì anh em mà muốn vào clan thì hiện tại vẫn chưa được ha. Có thể là trong thời gian sắp tới, sau những cái ngày mà nhận Thorium miễn phí, thì mình sẽ cố nâng cấp slot cho clan chứa được nhiều hơn ha. Thì ở phần quản lý này chúng ta sẽ có, ở cấp độ 11 thì mình sẽ có là nhà máy điện nè. Khi mà mình kích hoạt thì là mỗi ngày ngân quỹ sẽ bị mất đi 540 Thorium, và đổi lại thì mỗi thành viên clan thì sẽ thu thập được 40 pin năng lượng. Thì mình thấy nó không có nhiều lắm ha, cho nên là mình không có kích hoạt. Mình sẽ ưu tiên cho việc nâng cấp những cái cấp bậc sao. Và trung tâm sản xuất thì đối với một cái clan mà nhiều thành viên vô địch đó, thì mình thấy là không nhiều người là sản xuất xưởng, cho nên mình sẽ không kích đâu. Bởi vì mỗi ngày thì nó sẽ hao rất là nhiều Thorium ha. Khi nào có điều kiện nhiều hơn thì mình mới kích hoạt những cái tăng tốc này. Rồi tiếp theo là học viện sĩ quan, thì một tí nữa mình sẽ nói về cái này sau. Rồi nhiệm vụ bộ lạc thì hiện tại clan mình sẽ có 4 nhiệm vụ để chúng ta làm và nhận Thorium ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đến với cái phần nâng cấp. Ở đây có khá là nhiều cái ha. Rồi ok, thì nó sẽ có là thành lũy này, trung tâm liên lạc, rồi trung tâm điều khiển tàu, xưởng lắp ráp chìa khóa, kho siêu nâng cấp, phòng thí nghiệm, memorium. Rồi nói chung là có rất là nhiều cái ở đây ha. Và đây, ở đây thì nó sẽ là cái giá để xây dựng nó đây. Mấy cái ở trên này thì nó yêu cầu thành lũy, ví dụ như là khu vực thành lũy 6 thì mình mới mở được nhà máy vi mạch nè. Hiện tại thì đã có thể tăng 20% tốc độ nhận kinh nghiệm chiến đấu cho tất cả tay lái, nghĩa là nâng cấp cấp độ của phi công nó sẽ lên nhanh hơn ha. Mà nó tốn tới tận 10.000 cái Thorium lận, 10.500 luôn. Cho nên là anh em mà chăm chỉ cài thì mình sẽ mở cái này, hoặc là không mở cái này á, thì mình sẽ mở những cái khác ha. Ví dụ như là mở cái lắp ráp chìa khóa này thì dễ hơn một tí nè, là sẽ nhận được 60 chìa khóa trên một ngày.
hoặc là mình sẽ xây dựng cái trung tâm, đúng không, chưa có được cái trung tâm điều khiển tàu. Nếu như mà tăng tốc độ mà tích lũy tấn công vệ tinh thì nó sẽ ngon hơn ha. Cho nên nếu như mà được thì mình sẽ ưu tiên như cái này, và khi nào mà có hành lũy 6 thì mới mở được ha. Rồi thì đối với cái việc là tiếp theo thì là nhà máy điện thì nó lên, mình thấy cái này nó cũng không ngon lắm, tại pin năng lượng thì mình nghĩ là anh em xem quảng cáo thì nó sẽ ngon hơn ha. Mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên cho tăng số lượng nhiệm vụ để anh em có thể nhận thêm Auditorium nè, hay là tăng cái tốc độ sản xuất của xuyên chế tạo, thì mình thấy nó cũng không có cần thiết lắm, cho nên mình sẽ không ưu tiên cho cái này với cái pin năng lượng đâu. Bây giờ mình sẽ ưu tiên cho cái số lượng nhiệm vụ nè, chìa khóa, với lại là tăng tốc độ nhận kinh nghiệm chiến đấu cho tay lái thì nó sẽ ngon hơn ha. Rồi thì đó chính là những cái mà có thể nâng cấp cái kiểu đâu, trong tương lai thì nhiều khi sẽ có nhiều hơn. Ở đây thì họ sẽ còn có cái xưởng đóng tàu thì là sớm có ha. Cái này thì mình vẫn chưa biết như thế nào. Ở đây sẽ có hồ hợp tài nguyên nè. Nếu như mình bật cái mà nhận pin năng lượng á thì sẽ có cái phần hồ hợp tài nguyên ở đây ha. Và ở đây á, thì là một số cái thông tin về cái clan mới. Việc nâng cấp và bảo trì căn cứ sao còn một nguồn tài nguyên đặc biệt là Thorium. Bạn có thể kiếm được nó bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ bộ lạc. Bạn cần quyên góp Thorium của mình cho ngân quỹ của bộ lạc để bộ lạc có thể sử dụng nó cho nhu cầu của mình ha. Thì thủ lĩnh và sĩ quan cấp cao của bộ lạc có thể sử dụng Thorium từ ngân quỹ để mà nâng cấp căn cứ sao. Cấp độ bộ lạc bằng tổng của tất cả các cấp độ các khu vực của căn cứ sao, và mỗi khu vực mang lại một lợi ích tăng quy mô bộ lạc tối đa, cấp tiền thưởng cho mọi thành viên hoặc cho quyền tham gia vào hoạt động bộ lạc mới. Một số khu vực tạo tài nguyên cho mọi thành viên bộ lạc. Tài nguyên được thêm mỗi ngày một lần và tích lũy đến mức tối đa. Rồi đấy, nhớ thường xuyên thu thập phần thưởng của bạn nhé, đấy chưa? Rồi, hầu hết các khu vực đều có phí bảo trì phụ thuộc vào số lượng thành viên. Có thể tắt các khu vực để tránh phải trả phí bảo trì. Tuy nhiên thì khu vực đó sẽ ngừng cung cấp phần thưởng cho đến khi được bật lại. Và chỉ có hữu lĩnh và sĩ quan cấp cao của bộ lạc mới có thể bật và tắt các khu vực. Nếu ngân quỹ thiếu tiền để trả chi phí thì các khu vực sẽ tự động tắt. Và nếu tất cả các thành viên bộ lạc ngoại tiến hơn 2 ngày thì tất cả các khu vực sẽ ngừng sử dụng Thorium và cung cấp tài nguyên cho đến khi bất kỳ thành viên nào xuất hiện trực tiến nha. Đấy. Rồi ok. Ở đây thì mình chưa có kích hoạt ha. Giờ mình thấy nó chưa có xứng đáng lắm. Rồi ở đây có phần cài đặt bộ lạc thôi. Mình sẽ chọn phong cách là chơi cùng nhau phát triển căn cứ sao của chúng tôi ha. Đấy, chiến đấu theo đội hình nha anh em. Rồi thì ở đây là một số cái thông tin liên quan thôi. Rồi nhật ký bộ lạc nè, nhưng mà nó chưa có. Bây giờ thì mình sẽ nhanh, mình mở thêm slot rồi. Anh em muốn vào thì anh em có thể yêu cầu vào ha. Đấy. Rồi, thì danh sách các thành viên chứa thông tin về tất cả các thành viên bộ lạc hiện tại, thứ hạng, cấp độ, biệt danh và danh hiệu của họ, số lượng chiến lợi phẩm họ kiếm được cho bộ lạc tháng này, và số lượng Thorium mà họ quyên góp tháng này, số ngày kể từ khi họ gia nhập bộ lạc, nền tảng và trạng thái trực tuyến của họ, cũng như số ngày kể từ lần cuối họ trực tuyến. Rồi, thứ hạng của thành viên xác định quyền và trách nhiệm của họ trong bộ lạc ha. Thành viên mới tham gia được xếp hạng tân binh. Tân binh được hưởng lợi từ tất cả các điểm thưởng của bộ lạc bắt đầu từ 24 giờ sau khi tham gia, nhưng không thể tham gia một số hoạt động nhất định của bộ lạc. Cựu binh là các thành viên thông thường, họ nhận được tất cả các điểm thưởng của bộ lạc và có thể tham gia vào mọi hoạt động của bộ lạc. Sĩ quan là những thành viên giàu kinh nghiệm, có thể mời các thành viên mới và thay đổi thứ hạng của họ hoặc trục xuất cựu binh và tân binh.
Một bộ lạc thì chỉ có một số lượng sĩ quan giới hạn. Sĩ quan cấp cao có thể mời thành viên mới, thay đổi thứ hạng hoặc trục xuất tân binh, cựu binh và sĩ quan. Quản lý căn cứ sau, cập nhật, cài đặt, tuyển mộ và đưa bộ lạc của họ tham gia các giải đấu bộ lạc. Một bộ lạc chỉ có thể có một số lượng sĩ quan giới hạn ha, sĩ quan cấp cao á. Rồi, thì thủ lĩnh thì có tất cả các quyền của sĩ quan cấp cao và có thêm quyền thay đổi tất cả cài đặt của bộ lạc. Chỉ thủ lĩnh bộ lạc mới có thể thay đổi cấp bậc sĩ quan cấp cao, bao gồm cả việc là phong một trong số họ làm thủ lĩnh mới. Trong trường hợp đó, thủ lĩnh thủ lĩnh cũ trở thành sĩ quan cấp cao. Một bộ lạc chỉ có thể có một thủ lĩnh, và khi tạo bộ lạc mới thì người sáng lập bộ lạc đó sẽ tự động trở thành thủ lĩnh của bộ lạc đó. Nếu thủ lĩnh bộ lạc vắng mặt hơn một tháng, họ sẽ tự động được thay thế bởi sĩ quan cấp cao hoạt động tích cực nhất. Đấy, thì đó là một vài cái thông tin về bộ lạc mới ha. Ủa, cái gì mới hiện lên vậy? Rồi ok, thì đó là phần thông tin liên quan đến hệ thống clan mới ha. Và bên cạnh đó thì mình còn có một cái muốn mang đến cho anh em nữa. Đó chính là cái giveaway nha. Ở đây á, thì mình sẽ có giveaway 7 khẩu No Laming ha. Anh em tham gia thì vẫn tham gia theo cú pháp thông thường, đó chính là nhấn like và subscribe cho cái video này. Thứ hai là anh em bình luận ID cũng như hệ điều hành của anh em ở bên dưới ha. Và thứ ba là anh em phải có hashtag NHT WR. Đây là hashtag khá là quan trọng cho nên anh em không được thiếu nha. Rồi, và thứ tư thì anh em sẽ bình luận cảm nhận của anh em về một trận gameplay có trong video ngày hôm nay ha. Đấy. Rồi, mà trước khi mà vào với cái trận gameplay đó thì mình sẽ review xưởng của một bạn ha. Anh em nào mà không xem thì anh em có thể vào phần gameplay anh em xem luôn. Rồi, thì xưởng của bạn trong video ngày hôm nay sẽ là Miku Hatsune gì đây. Rồi, Kim Cương tập anime luôn à, gì đấy, Triệu Huy. Rồi, Kim Cương 2006 ha. Rồi, đây là thông số của bạn ấy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với xưởng của bạn ấy. Rồi, Sirius à. Sirius thì thật sự không phải là một con Titan ngon đâu. Nhưng mà nếu như đó là lối chơi của bạn thì ổn ha, hoặc là bạn chỉ có duy nhất đây là Titan T4 thì vẫn chơi được. Bởi vì Sirius thì mình thấy nó hỗ trợ cũng khá là tốt ha. Và dành cho Sirius thì bạn nên sử dụng những cái vũ khí tầm xa đi ha. Ví dụ là vũ khí hút máu này, hay là vũ khí làm mù, hay là vũ khí đạn đuổi. Còn nếu không thì bạn xài bộ loa với bộ này thì cũng tạm thôi, để mà tránh bị ám sát ha. Rồi mô đun thì bạn xét tương đối là ổn nha. Tăng độ bền này, damage controller này. Đấy, được thì bạn lắp thêm cái TRA vô cho nó. Phi công thì mình thấy chưa có nhiều cái để nói ha. Ôi dồi, phi công skill cho Eater à. Đấy, mình chả biết luôn. Nếu như bạn chơi con Sirius thì bạn nên cho nó những cái kỹ năng của con Sirius nha. Rồi, về phần Fendi thì set này ổn nha. Ủa ôi, ba cái module nó luôn à. Bạn có thể lắp cho nó một cái RA hay không, một cái module hòa máu đi. Rồi, con phi công thì skill ổn hết rồi. Thêm một cái chàng trai cứng rắn vô nha. Rồi, con drone thì drone Dantuki hả? Bạn có con drone Sai hay là drone Pascal hay là con Hiroko hay là con dễ hơn một tí thì có con gì nhỉ? Con Nebula đi. Thì bạn cũng có thể trang bị cho con Fenrir được ha. Rồi Techno Scorpion, bộ loa ok rồi, mà sao phi công này mình thấy nó không hợp lắm nha anh em. Bạn có thể trang bị phi công liên quan đến con Scorpion nha, hoặc là phi công tăng tốc độ bắn của Shotgun cũng được. Rồi, thì nói chung là phi công mình thấy nó chưa ổn lắm nha.
Rồi còn về vũ khí thì set ổn nè. Module thì cũng ổn ha. Module hoạt động mắt sôi thì mình thấy cũng chưa ổn lắm đâu. Bạn nghĩ thử xem coi là dùng mắt sôi mà con Scorpion lại không lắp module tăng máu hay là hồi máu gì cả. Kỹ năng phi công thì để mình xem có hồi máu hay không. À, con Behemoth luôn chịu luôn. Đấy, thì bạn cho cái kỹ năng liên quan đến con Scorpion đi chứ. Đấy, thì phải có cái gì đó là bảo vệ cho con Scorpion đi. Mình nghĩ là nên xài phe ship hoặc là hồi máu thì nó sẽ ngon hơn ha. Con này vẫn chưa đủ mạnh để mà trang bị cái mắt sôi đâu. Rồi, tiếp theo là Adam Emoji thì bạn lắp bộ này tạm ổn ha. Đấy, Pulsar Whisper thì cũng được. Phi công thì chưa chuẩn lắm nhưng mà với cái xưởng như thế này mà mới chơi thế này cũng tạm được rồi. Đấy, Manny thì nó sẽ phù hợp cho mọi loại robot cho nên bạn trang bị như vậy cũng ổn ha. Được thì bạn tìm cho mình phi công Mauling ha. Rồi, Bear Ship tăng sát thương, kỹ năng như thế nào? Ok, ổn luôn. Riêng con Lin thì có thể là sẽ ổn nhất rồi nè. Không biết ở đâu, bạn lấy ở đâu ra hai khẩu Bumbot, Devastator MK2 nữa. Rồi thì nói chung là ok. Rồi ok, phần phi công thì chưa ổn lắm nha, bạn xài Saticap đi nha. Rồi, còn về phần Sen Lao thì cũng được, bạn xài Full Lao cũng được nè. Rồi, phi công chuẩn nè, mình nghĩ là bạn nên đầu tư cho con Sen Lao này đi. Vì con này mình thấy nó tương đối chuẩn nha. Rồi đấy, chuyên gia khi năng lượng luôn, được rồi. Con Drone thì... Drone không có con gì vậy. Nói chung khá là khó xử ha. Đấy, con Drone thì bạn tìm cho nó con Drone hợp với Sen Lao như kiểu là Baskan, Shy hay là Kestro rồi đấy. Rồi ok, thì nói chung là xưởng của bạn này còn khá là nhiều thiếu sót ha. Còn phải phát triển thêm ha. Thì đấy chính là phần review xưởng trong video ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ đi đến với cái phần đó chính là gameplay của clan Ultimate sau comeback trở lại. Đấy,
They'll be calling me, calling me. They'll be calling me.